bà. À, dạ, mời bà uống nước. Bà, vậy là bà về thiệt rồi hả? Thì tôi về đây, có gì đâu mà chị bất ngờ nhiều quá vậy. Dạ không, là gì tôi thấy bà đi rồi tưởng bà định cư ở bển luôn, không có bao giờ về nữa. Con gái tôi ở đây, làm sao mà tôi không về được. Hôm nay tôi về đây để tìm con bé. Dạ, bữa nay cô chủ được nghỉ học, còn ngủ ở trên lầu á, để tôi lên tôi kêu cổ xuống. Không cần đâu. Dạ. Bà ngồi xuống đây đi, tôi có chuyện muốn hỏi bà trước khi tôi gặp con bé. Dạ. Có chuyện gì bà cứ nói thôi bà. Lần này tôi về là muốn đưa con bé sang đó với tôi. Là đi du lịch đó hả? Ở luôn. Ở luôn. Không được đâu, không được đâu bà ơi. Tự vì chuyện này là phải hỏi lại ý kiến của ông chủ. Cô chủ đối với ông là cành vàng lá ngọc, ông không có cho đi đâu dù bước ra khỏi nhà một bước nữa đó. Không được đâu bà ơi. Chuyện này cũng đã nằm trong dự tính của tôi. Vì muốn con gái của tôi có một cuộc sống tốt, sự phát triển tốt hơn, tôi phải đưa con gái sang đó, chứ không thể để cho con bé suốt ngày lưu lỏng với đám bạn như vậy hoài được. Bà ơi, chuyện gì thì tôi không biết, chứ cái chuyện này khó lắm, ông chủ không có chấp nhận đâu. Lại là ổng. Chính ổng là người đã chia cách mẹ con tôi bao nhiêu năm qua. Ổng mới dùng mọi thủ đoạn để giành giật lấy con bé. Bà ơi, xin bà cẩn trọng lời nói, tôi sợ cô chủ nghe được đó. Nghe thì sao chứ, tôi muốn con bé nghe được một lần, biết được một lần, để nghĩ không phải là mẹ nó bỏ nó, mà chính cha nó là người đã chia cách mẹ con tôi. Bà, nhưng mà ông chủ cũng có nỗi khổ riêng của ổng mà. Nỗi khổ? Nỗi khổ thì sao? Có phải là một người đàn ông đã có vợ có con còn đi ngoại tình với người đàn bà tên Mỹ đó không? Cũng vì lý do đó mà tôi phải sống xa con tôi. Bà, bây giờ tôi khác rồi. Tôi không còn yếu đuối như ngày xưa nữa. Tôi về đây là để đưa con bé đi theo tôi. Bà ơi, nhưng mà bây giờ cô quanh cổ lớn rồi, mình làm việc gì mình cũng phải hỏi ý kiến của cổ chứ bà. Trước khi tôi về đây, tôi bước vào căn nhà này, tôi đã tìm được nhiều lý do bất lợi cho con gái của mình. Bà coi đi, rồi bà giải thích làm sao. Dạ. Dạ thưa bà, cái chuyện này nó dài lắm thưa bà. Nó dài lắm? Chuyện dài rồi có thể làm bậy sao? Có thể làm hợp đồng với thầy giáo để giám sát con bé, để con bé không được gần bạn bè, nhất là những người bạn trai. Sống một cuộc sống như vậy thì còn gì gọi là sống hả? Dạ. Nhưng điều tệ hại nhất là thủ đoạn thuê thầy giáo để giám sát con gái của mình, để con bé không được sống tự do, phát triển theo ý mình muốn. Với những hành động đó, chị nghĩ tôi đủ lý do để đưa con gái mình theo tôi không hả? Bà ơi, Bà ơi, Ông chủ ai thì sợ ông, còn tôi thì không. Quanh Thầy Khải, cái gì mà sáng sớm tới đây la ó ông sồn vậy? Hả? Ở đây là trường ông có biết không? Cô chủ mất tích rồi. Cái gì? Nè thầy đọc đi. Trời ơi, sao đồ ăn còn nguyên vậy trời? Vũ ơi, Vũ. Dạ dạ, gì vậy cô Tài? Con đã nói với Vũ rồi, tụi con mà muốn ăn á là tụi con sẽ gọi cho Vũ. Tôi biết. Mà Vũ ăn gì chưa? Vũ thì ăn rồi. Sao vậy cậu? Sao để cơm canh còn nguyên vậy nè? Trời ơi, cái này là của cô chủ, cô không ăn miếng nào hết trơn. Là nãy giờ chưa ăn gì luôn.
À không, từ hôm qua tới giờ. Hôm qua? Đúng. À Vũ làm ơn, Vũ nên năn nỉ cô chủ ăn giùm con đi chú, chứ không là con tiêu á. Hoặc là Vũ nấu đại tô mì gói đem lên cũng được nữa. Tôi biết rồi, để tôi lên năn nỉ cô. Trời ơi, đồ ăn ngon quá trời vậy mà không ăn. Con nhà giàu đúng là có khác. Không biết có thiêu chưa nữa. Cậu Tài ơi. Dạ. Cậu Tài chết rồi. Cô chủ đi mất tiêu rồi. Con muốn yên tĩnh một mình. Mọi người đừng tìm con nữa. Là đồng nghĩa với việc mình cũng sắp tiêu rồi. Tôi nghĩ là chuyện này có liên quan đến hợp đồng giữa thầy và ông chủ của tôi. Oanh biết hết rồi sao? Không những biết hết mà Oanh còn biết những chuyện không nên biết trong gia đình nữa. Nói chung là Oanh bây giờ đang chịu những cú sốc rất là lớn. Tôi mau đi kiếm Oanh đi. Ở ngoài một mình nguy hiểm lắm. Đi. Không được. Lên nói đi, đợi nãy giờ mà không nói là sao? Ôi. Đi từ từ tôi kể với mắt gì căng. Nói chung là tôi gặp thầy Khải. Sao chuyện của bà Oanh mà ông dắt thầy Khải ra làm gì? Liên quan gì đâu. Nhanh lên đi. Từ từ, có nghe người ta nói vậy tôi chưa kịp nói hết câu luôn á. Nhảy vô miệng tôi nói là sao tôi nói. Đẻ lên đi nè. Rồi ông ơi. Thì á, nói chung là tôi gặp thầy Khải. Xong tôi thấy thầy Khải đứng nói chuyện với người ta. Nói về cái chuyện gì mà Hoàng Anh đi đâu đó mất tiêu rồi. Bây giờ đang kêu người đi kiếm. Trời ơi, sao cái tin này mà dọn có kể là sao? Chết rồi. Thì tại vì tôi nghe nói là thầy Khải kêu người đi kiếm rồi, cho nên là tôi đâu có biết đâu. Tôi tưởng là Hoàng Oanh nay đi học chứ ai về. Rồi sao, tóm lại là giờ Hoàng vẫn mất tích đúng không? Đại khái vậy á. Tại thầy Khải cũng đâu mất tiêu luôn rồi. Giờ sao đây mọi người? Tóc của bé Oanh đen mà mướt, đẹp dữ lắm nè. Vũ ơi. Ừ? Mẹ con đâu rồi Vũ? À, mẹ của con đang đi làm ở xa lắm, chưa có về được. Sao mẹ con phải làm xa vậy Vũ? Con nhớ mẹ lắm. Con ngoan đi, rồi Vũ sẽ kêu mẹ làm việc nhanh nhanh đi rồi về với con nghe con nghe. Ừ. Thôi con không chịu đâu, Vũ kêu mẹ con về với con đi. Bé Oanh ngoan nè. Vũ nói con nghe nghe. Bây giờ con cứ ở nhà ngoan ngoãn ăn uống học hành vui vẻ, cái mình chờ ba đi công tác về đi, con rồi ba con cùng tới chỗ của mẹ con có được không nè? Thôi con không chịu đâu, con bắt đền Vũ á. Vũ kêu mẹ con về với con đi mà Vũ. Con gái ngoan. Bây giờ mình ăn nha. Giỏi quá. Nè con.
Sao vậy? Vũ. Hả? Sao mẹ con chết vậy Vũ? Nè, Vũ nói con nghe nè. Bây giờ mình ăn giỏi đi, rồi từ từ Vũ sẽ nói cho con biết. Hen. Nè con, ăn đi con ngoan nè. Ngày hôm nay Vũ muốn nói cho con biết là con không ăn một miếng nào hết á. Không, không có được như vậy đâu con. Ông chủ đi có dặn Vũ là ở nhà phải lo cho con ăn uống đầy đủ đàng hoàng nè. Mà bây giờ con như vậy thì Vũ biết ăn nói làm sao với ông chủ đây? Thì Vũ cứ nói đi, có gì đâu mà khó Vũ. Thì là chuyện này chắc là bị bệnh ung thư mà chết đó con. Cái gì? Ung thư hả Vũ? Lần trước Vũ nói mẹ con bị mất trí nhớ, đi đâu không biết. Bây giờ Vũ lại nói mẹ con bị ung thư là sao hả Vũ? Chuyện này tại vì ba con đâu rồi, kêu ba con về đi. Kêu ba con về lập tức cho con đi Vũ. Cô chủ ơi, tôi biết lỗi của tôi rồi. Vũ biết lỗi rồi, Vũ xin lỗi con. Nhưng mà chuyện này mình đâu đến nỗi mà phải làm phiền tới ông chủ. Ha con ha. Vậy rồi, chuyện gì mới làm phiền được? Từ nhỏ tới giờ có chuyện con hỏi về mẹ không à, mà ai cũng nói dối con hết á. Tại sao vậy Vũ? Con ghét Vũ. Con không còn Vũ đó ăn nữa đâu. Con giận Vũ. Đúng, chính tôi là người bỏ đi. Chính tôi là người bỏ đi đứa con gái của mình. Nhưng người ép buộc tôi làm chính là cha của nó. Và người ép tôi phải bỏ chồng của mình cũng là người đàn bà tên Mỹ đó. Mấy ngày trước tôi có lại nhà người đó, thì ra tưởng ở đâu xa, cũng chỉ là ở gần trong khu này. Bà ơi, bà làm ơn nói nhỏ nhỏ giùm đi, nếu cô chủ mà nghe được thì không có hay ho gì lắm đâu. Nói nhỏ sao? Sợ sao? Dạ. Tôi càng muốn con bé nghe sớm chừng nào tốt chừng đó. Tại sao phải giấu nó? Ngày đó chính ông đã dùng tiền đẩy tôi ra một đất nước khác, đến cả cơ hội của tôi để trở về Việt Nam cũng không được. Thì làm sao tôi có thể nhìn mặt đứa con gái yêu quý của tôi hả bà? Bà, tất cả cũng là do ông. Bà ơi, cô tìm ai? Con muốn tìm chú. Tìm tôi? Chú có phải là chồng của bà Mỹ không? Đúng rồi, có chuyện gì vậy? Con có chuyện muốn nói với chú. Chú phải canh chừng vợ mình cho thật là tốt, đừng có để cho bà ta rù quấn lấy ba con. Chính cho bà ta mà đã làm cho gia đình của con tan nát. Chú nhắn lại với vợ mình giùm là đừng có bao giờ đụng đến gia đình của con nữa. Nè, cô đang nói cái gì vậy? Con đang nói rất là nghiêm túc. Tới vậy hả?
Quên. Thầy bỏ tôi ra. Dạ. Dạ con biết rồi cậu. Con nghe người nói là bé Oanh đang ở đây, nhưng mà con kiếm vòng vòng hoài mà con cũng không có thấy. Nếu cần phải lực tung cả cái Sài Gòn này thì cũng phải tìm bằng đứa con nhỏ về nhà cho tao. Dạ con sẽ cố gắng tìm. Dạ cậu yên tâm. Sao rồi? Con kiếm bé Oanh rồi nhưng mà vẫn chưa có thấy. Trời đất ơi, Sài Gòn có nhiều cạm bẫy như vậy mà con bé nó đi đâu nguyên một đêm đến giờ. Bây giờ con sẽ cho người đi tìm khắp chỗ này luôn. Bây giờ có bao nhiêu người vận động đi tìm hết cho tôi. Dạ. Là cô ba em. Sao em không bắt máy? Vậy em muốn nghe lời giải thích từ thầy. Chuyện hợp đồng giữa thầy với ba em, em muốn nghe chính miệng thầy nói. Em cũng biết rồi đó. Chuyện hợp đồng là bất đắc dĩ thôi mà. Bất đắc dĩ? Vậy thầy có nghĩ đến em không? Em có như là một trò đùa của thầy hả? Thầy không có ý đó. Nhưng em biết, một khi mà ba em muốn cái gì thì ổng sẽ gây sức ép như thế nào mà. Dù cho có gây sức ép gì đi nữa, sao thầy có thể kiếm một cái hợp đồng trẻ con như vậy được? Hợp đồng trẻ con, đúng. Nhưng nếu thầy không ký thì nó không phải là chuyện trẻ con nữa. Các hợp đồng giảng dạy, các show diễn của thầy, mọi chuyện đều do ba em khống chế. Em nghĩ coi, có phải là chuyện trẻ con không? Em không cần biết chuyện đó. Em chỉ biết một điều là thầy với ba em làm như vậy là không có sự tôn trọng đối với em. Khi thầy ký hợp đồng, thầy có nghĩ tới giây phút mà em giận dữ với thầy như vậy? Nhưng... nhưng thầy vẫn mặc kệ em. Oanh, chuyện hợp đồng này thầy nghĩ dù sao nó cũng tốt cho em mà. Vậy thầy có bao giờ đặt hoàn cảnh của mình vào người khác chưa? Giờ không có mẹ mình bên cạnh, kể cả bạn bè cũng bị chính ba mình ngăn cản. Bây giờ em cảm thấy hối hận khi làm con của ba em và là học trò của thầy đó. Oanh, con đừng có làm mẹ sợ nữa. Về nhà đi con. Tới giờ phút này mà thầy còn làm gián điệp cho gia đình tôi nữa hả? Em bình tĩnh đi. Em hiểu sai thầy rồi. Em về nhà đi. Về nhà đi con. Về nhà đi cô chủ. Được, tôi sẽ về nhà. Nhưng tôi sẽ không đến trường nữa, vì tôi không muốn gặp con người này. Oanh, xin lỗi thầy. Con bé nó còn đang sốc. Về chuyện đi học, để tôi sẽ khuyên bảo con bé nó sau. Xin chào thầy. Dạ. Oanh, Oanh. Dạ. 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 Dạ 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 dạ. Dạ dạ. À, bây giờ tôi có một tin vui và một tin buồn. Không biết mọi người muốn nghe tin nào trước? Giờ lúc nào mà vui mới chẳng buồn. Nói luôn đi. Làm gì căng vậy chú? Cuộc sống mình phải tích cực lên chứ. Bây giờ có tin buồn tin vui, chú muốn nghe tin nào trước? Tin vui. À, đại khái tin vui là đã tìm được Hoàng Oanh. Ủa, vậy còn tin buồn sao? Tin buồn là Hoàng Oanh không có chịu đi học. Mà lý do thì thầy Khải không có tiện nói. Chuyện như vậy là chuyện rất là nghiêm trọng đấy. Không thể nào mà đùa được. Đối với Oanh, lớp học là một phần của cuộc sống. Chắc là Oanh phải gặp chuyện gì đó sốc lắm đấy. Đúng rồi. Cho nên là
chúng ta phải... Phải sao? Sao đẻ? Nhìn lên. Phải tìm hiểu từ từ để cho đỡ sốc hơn. Tào lao, đồ đâu mà vô duyên, nói năng xàm. Alo, tôi nghe. Cái gì? Lấy được rồi hả? Đây là một bản hợp đồng, nhưng mà không phải là hợp đồng công việc. Mọi chuyện là sao? Thầy nói đi. Nhưng tôi chưa bao giờ gây hại với ai. Nhưng mà cái việc giam hãm tự do của người khác vì tiền là thầy đã vi phạm chuẩn mực đạo đức rồi, thầy có biết không? Đang buồn chuyện gia đình đây nè. Sao vậy? Tiền nóng tiền học. Thì bà mượn bảo anh đi. Bà đại gia mà, mấy cái này không có lại gì hết trơn á. Thôi đi, mượn bảo anh làm gì? Bất công. Trời, mọi người. Mọi người có thấy đám lĩnh không vậy? Rốt cuộc bây giờ có trả tiền không? Bây giờ có đâu mà trả. Tính lừa đảo người ta hả? Bà mới là lừa đảo á. Cái gì? Ông nói lừa đảo. Ôi. Hả? Thôi.